Thân chào các em, rất vui được gặp các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Ở bài học trước, cô đã giới thiệu cho các em định nghĩa và các công thức tính tích phân bội 2. Và sau đó thì chúng ta làm một số các ví dụ về đổi thứ tự khi lấy tích phân. Thì khi nào chúng ta cần đổi thứ tự khi lấy tích phân? Khi một cái bài toán phức tạp, cận đã xác định rồi, nhưng mà nếu chúng ta để cận như vậy thì chúng ta tính tích phân sẽ gặp khó khăn khi tìm nguyên hàm. Do đó chúng ta cần đổi thứ tự khi lấy tích phân thì để đưa một bài toán phức tạp trở thành một bài toán đơn giản và tính nguyên hàm rất là nhẹ nhàng. Bài học hôm nay thì cô lại nói đến một phần mới, đó là đổi biến tổng quát trong tích phân bội 2. Đổi biến tổng quát trong tích phân bội 2 lại có một trường hợp đặc biệt, đó là đổi biến sang tọa độ cực. Trước khi đi vào đổi biến tổng quát trong tích phân bội 2 và đổi biến trong tọa độ cực, cô mời các em quan sát thêm vài ví dụ về đổi thứ tự khi lấy tích phân. Cô mời các em xem ví dụ. Ví dụ số 6. Đổi thứ tự lấy tích phân trong biểu thức sau đây. Đặt N là bằng tích phân từ 1 đến Ơ, tích phân từ 0 đến log x, fxy, dy. Nhìn vào biểu thức dưới dấu tích phân, các em xác định là miền lấy tích phân là một miền D, được giới hạn bởi các đường nào? Đường y bằng 0. Các em nhìn cận của y nhé. Cận của y, y bằng 0 và y bằng log x. Đó là hai đường chính. Và cận của x, ở đây là có x bằng 1 và x bằng ơ. Nhưng chúng ta không cần ghi x bằng 1, bởi vì nếu các em cho đường y bằng 0 và đường y bằng log x gặp nhau, thì sẽ suy ra được đường x bằng 1. Cũng như các ví dụ mà các em đã làm ở buổi học trước, thì trước hết để tính tích phân này chúng ta phải làm gì các em? Chúng ta phải vẽ được miền D. Cụ thể để vẽ miền D là các em phải vẽ những đường nào? Các em phải vẽ hai đường. Đường thứ nhất là y bằng 0 và đường thứ hai là y bằng log x. Đường y bằng 0, đường y bằng 0 chính là trục hoành. Và đường thứ hai là y bằng log x. Sau đó các em vẽ thêm một đường thẳng nữa, đó là đường x bằng ơ. Các em quan sát miền D trên màn hình. Miền D được giới hạn bởi 3 đường cong. Ở đây cô vẽ bằng 3 đường màu đỏ. Đường thứ nhất, y bằng 0. Y bằng 0 là trục hoành. Đường thứ hai, y bằng log x. Y bằng log x. Log của 1 là bằng 0 nè. Log của 1 là bằng 0. Logarit cơ số ơ của 1 bằng 0. Rồi, log neighbor của ơ thì bằng 1. Như vậy là đường cong đi qua điểm tọa độ là 1, 0 nè. Và điểm có tọa độ là ơ và 1. Đây là đường y bằng log x. Đường này các em đã được học ở lớp 11 nè. Đường log x. Đường thứ ba là đường thẳng x bằng ơ. X bằng ơ là đường thẳng đứng song song với trục tung đó các em, song song với trục OI. Như vậy miền D được giới hạn bởi 3 đường. Cô nhắc lại là y bằng 0, y bằng log x và x bằng ơ. Cận của D. Cận của D là x là từ 1 đến ơ. X là từ 1 đến ơ. Y là đi từ y bằng 0 đến y bằng log x. Cận này là đề bài cho. Bây giờ chúng ta sẽ viết cận theo thứ tự ngược lại. Các em sẽ viết cận của y trước. Y là từ 0 đến 1.
Y là từ 0 đến 1 nè Kem. À, Kem quan sát hình vẽ ha, quan sát các con số nè. Y từ 0 đến 1. Và x sẽ dao động từ đường nào đến đường nào? X dao động từ đường cong đến đường thẳng nè. Đường cong này là y bằng log x. Nếu Kem tính x theo y thì Kem có x là bằng cái gì? X bằng cái gì? Nếu y bằng log x, x sẽ bằng ơ mũ y. X bằng ơ mũ y. Đây là hàm ngược của hàm y bằng log x. Như vậy là x sẽ lớn hơn hoặc bằng ơ mũ y cho đến ơ. Đến ơ, đường thẳng x bằng ơ. Cận của miền D. Y là từ 0 đến 1. X là từ ơ mũ y đến ơ. Chúng ta đã xác định xong cận của miền D. Và bây giờ các em sẽ viết lại dấu tích phân. Ta viết lại tích phân. Y là từ 0 đến 1. Y từ 0 đến 1. X là từ ơ mũ y cho đến ơ fxy dx. Và đây chính là đáp số của ví dụ đầu tiên của bài học hôm nay. Ví dụ số 7. Tính tích phân sau đây. Tích phân trên miền D của hàm x trừ y với miền lấy tích phân là miền D được giới hạn bởi hai đường sau. Đường thứ nhất y bằng x. Y bằng x là đường phân giác thứ nhất. Đường thứ hai là y bằng 2 trừ x bình phương. Như vậy bài này là cô chưa có cho một cái bài toán mà đã xác định cận trước, mà chỉ yêu cầu tính một cái tích phân và miền D. Các em phải tự xác định cận. Trước hết là các em phải vẽ miền D. Nghĩa là các em phải vẽ hai đường. Đường thứ nhất là đường thẳng y bằng x. Đường thứ hai là đường parabol y bằng 2 trừ x bình phương. Và sau đó các em sẽ xác định cận của miền D. Và tiếp theo thì các em sẽ tính tích phân. Nhưng trong lúc xác định cận của miền D thì chúng ta nên xác định cận của x đi từ một hằng số đến hằng số, cận của y đi từ một đường cong đến một đường cong, hay là ngược lại, cận của y đi từ một hằng số đến một hằng số, cận của x đi từ một đường cong đến một đường cong. Thì để biết được là chúng ta nên xác định cận theo thứ tự nào thì các em hãy quan sát hình vẽ mới trả lời được câu hỏi này. Bây giờ cô mời các em quan sát hình vẽ. Đề bài của chúng ta cho hai đường. Đường thứ nhất y bằng x. Y bằng x, đây là đường phân giác thứ nhất. Đường thứ hai y bằng 2 trừ x bình phương. Các em vẽ parabol này với đỉnh tọa độ là 0,2. Đây là đỉnh của parabol. Làm sao để chúng ta biết là hai cái đường thẳng và đường parabol này giao với nhau tại hai điểm mà có hoành độ là trừ 2 và 1 kem? Đây là tọa độ giao điểm nè. Tọa độ giao điểm này hoành độ là trừ 2. Tọa độ giao điểm thứ hai ở đây, hoành độ giao điểm là 1. Làm sao để chúng ta biết được là x bằng trừ 2, x bằng 1? Chính là tọa độ, chính là hoành độ của giao điểm. Chúng ta sẽ giải phương trình. Phương trình gì các em đã được học khi tìm tọa độ giao điểm, hoành độ giao điểm của hai đường? Chúng ta xét phương trình hoành độ giao điểm 2 trừ x bình phương bằng x. Bây giờ chúng ta sẽ tính nhẩm luôn ha. 2 trừ x bình phương bằng x là tương đương với x bình phương cộng x trừ 2 bằng 0. X bình phương trừ x. X bình phương cộng x trừ 2 bằng 0 các em. X bình phương cộng x trừ 2 bằng 0. Đây là phương trình bậc 2. Trường hợp đặc biệt nó có hai nghiệm là 1 và trừ 2. Vì nó rơi vào trường hợp là A cộng B cộng C bằng 0. Nghiệm là 1 và trừ 2. Như vậy là hai cái đường thẳng và đường parabol đã giao với nhau tại hai điểm có hoành độ lần lượt là trừ 2 và 1. Chúng ta có thể giải bài này bằng hai cách. Chúng ta có thể xác định cận của x
Nếu bây giờ chúng ta xác định cận của x trước nha các em, cận của x trước. Như vậy x là dao động từ số mấy đến số mấy đây? X là dao động từ trừ 2, à, điểm biên này nè, giao điểm này có hoành độ là trừ 2 nè. X là từ trừ 2 đến 1, à, trừ 2 đến 1. Các em xác định cận của x trước, trừ 2 đến 1. Và cận của y là dao động từ đâu đến đâu? Cận của y là từ, chúng ta nhìn đường nào trước các em? Chúng ta sẽ nhìn theo chiều dương của trục OY. À, các em phải nhìn theo trục OY nha, nghĩa là các em phải nhìn từ dưới lên. À, nhìn từ dưới lên. Nhìn theo hướng của trục OY nè, đó. Nhìn theo hướng nè, song song với OY và theo hướng từ dưới lên nè. Vậy y dao động từ đường nào? Từ đường y bằng x. À, đường y bằng x. Cho đến đường nào các em? Đường y bằng x. Cho đến đường parabol 2 trừ x bình phương. Đây là cách xác định cận thứ nhất. Y đi từ y bằng x nè, đến 2 trừ x bình phương. Cách thứ hai, à, cách thứ hai, nếu như chúng ta xác định cận theo cách thứ hai thì chúng ta phải chia miền D ra làm hai miền. À, các em sẽ chia miền D bởi đường thẳng màu xanh nè. Đường này là đường đi qua cái giao điểm có tọa độ là 1, 1, 1 và song song với trục OX. Các em phải chia miền D thành hai miền bởi đường thẳng màu xanh đó. À, đường thẳng song song OX và đi qua điểm có tọa độ 1, 1. Khi đó D1, à, D1 sẽ có cận á. Đây là đường màu xanh này là đường thẳng là y bằng 1. Y bằng 1. Như vậy cận của D1 là sẽ từ y là từ đâu đến đâu? À, điểm này có tọa độ là trừ 2, trừ 2 luôn nha các em. Trừ 2, trừ 2. Vì sao là trừ 2, trừ 2? Vì cái điểm này nằm trên đường thẳng nào? Nằm trên đường thẳng y bằng x. À, nằm trên đường y bằng x nè. Cho nên là tọa độ là trừ 2, trừ 2. Như vậy D1 y dao động từ trừ 2, trừ 2 đến 1. Y là từ trừ 2 đến 1. Và x là đi từ, nhánh này là x âm nè, nhánh bên trái của trục tung là x âm. Như vậy x sẽ bằng x bình phương là bằng 2 trừ y. Nhưng mà x âm cho nên ta sẽ chọn x là bằng trừ, trừ căn bậc 2 của 2 trừ y, à, cho đến cái đường x bằng y. Cô đọc lại cận của miền D1, à, các em nhìn kỹ lại cận D1. Y là từ trừ 2 đến 1. Y là từ trừ 2 đến 1. Và x là từ trừ căn bậc 2 của 2 trừ y đến y. Rồi, đó là cận của D1. Và tiếp theo, cô đọc cận của D2. D2 cận y là dao động từ đâu đến đâu các em? À, cận y là dao động từ 1 đến 2. À, từ 1 đến 2. Và x đi từ parabol đến parabol. À, từ parabol đến parabol. Parabol này là x âm. X âm phương trình sẽ là x bằng trừ căn bậc 2 của 2 trừ y. Và x dương, nhánh parabol bên phải trục tung, x sẽ bằng căn bậc 2 của 2 trừ y. Cô đọc lại cận của miền D2. À, cận của miền D2 là y từ 1 đến 2, x từ trừ căn bậc 2 của 2 trừ y đến căn bậc 2 của 2 trừ y. Qua cách chúng ta làm nãy giờ, à, các em thấy là nếu chúng ta chia miền D thành hai miền D1 và D2 thì tích phân vẫn tính được, nhưng mà sẽ rất dài dòng và rườm rà. À, chúng ta sẽ không chọn cách thứ hai mà chúng ta sẽ chọn cách thứ nhất. Cách thứ nhất là cái cách mà các em sẽ xác định cận của biến x trước. X đi từ một hằng số đến một hằng số và y đi từ một đường cong đến một đường cong. À, cụ thể là như sau. Cô nhắc lại cách thứ nhất. Miền D có cận là x là từ trừ 2 đến 1. À, x là từ trừ 2 đến 1. Và y là đi từ x cho đến 2 trừ x bình phương. Đây là cách xác định cận thứ nhất. À, chúng ta sẽ không dùng D1 và D2.
và tích phân sẽ được viết như sau. Đây là đề bài toán nè. Đây là đề bài toán. Tích phân trên miền D x trừ y, dx dy. À, các em sẽ viết cận của x trước. X là từ trừ 2 đến 1. Y là từ x đến 2 trừ x bình phương, x trừ y, dy. Và các em sẽ tính tích phân theo biến y. À, chúng ta tích phân nào viết trước, chúng ta tính sau. Tích phân nào viết sau, các em lại tính trước. Như vậy là tính tích phân theo biến nào trước các em? À, tính tích phân theo biến y trước. Các em lấy nguyên hàm theo y. X lấy nguyên hàm theo y là gì? Là x nhân y. Trừ y, trừ y nguyên hàm theo y sẽ là trừ y bình phương chia 2. Trừ y bình phương trên 2. Sau đó các em thế cận từ x đến 2 trừ x bình phương. À, và thu gọn, các em sẽ được là trừ 1 phần 2 x mũ 4 trừ x mũ 3 cộng 3 phần 2 x bình phương cộng 2 x trừ 2. Và tiếp tục chúng ta sẽ tính tích phân theo biến x là từ trừ 2 đến 1. Trừ 2 đến 1, tính tích phân của một hàm đa thức. À, đa thức này là đa thức bậc 4. Các em sẽ tính rất là dễ dàng. Trừ 1 phần 2 nhân x mũ 5 trên 5 trừ x mũ 4 trên 4 cộng 3 phần 2 nhân x mũ 3 trên 3 cộng x bình phương trừ 2x cộng x bình phương trừ 2x. Đó là nguyên hàm và các em sẽ thế cận là từ trừ 2 đến 1. À, sau đó đáp số của bài toán sẽ là trừ 81 phần 20. À, tính tích phân này thì khá là nhẹ nhàng, à, do đó cô không ghi chi tiết ra đây. À, các em có thể tự kiểm tra trong tập của mình. Và đây là một cái ví dụ tính tích phân bội 2. Có hai cách, à, qua ví dụ này các em thấy là có hai cách. Nếu chúng ta đổi thứ tự thì chúng ta sẽ có cách thứ hai. Nhưng mà vì cách thứ hai là phải chia miền D bởi D1 và D2 thì tính tích phân sẽ trở nên là dài dòng và rắc rối hơn. À, do đó chúng ta sẽ tính theo cách thứ nhất là chỉ ghi cận một lần, à, xác định trên toàn bộ miền D mà không cần phải chia làm hai miền D1 và D2. À, bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em một phần mới. À, một phần rất là đặc biệt, đó là đổi biến tổng quát trong tích phân bội 2. Trước hết thì các em sẽ quan tâm đến một cái định lý trong lý thuyết. Giả sử một cái tập đống D' của mặt phẳng UV được biến đổi vào một cái tập đống D của mặt phẳng XY nhờ vào công thức biến đổi sau đây. X là bằng x uv, có nghĩa là hàm x là hàm theo hai biến uv các em. À, y là bằng y uv, x là theo hai biến uv, y cũng theo hai biến uv. Một tập đống d phẩy của mặt phẳng uv được biến đổi thành tập đống d của mặt phẳng xy nhờ vào công thức x bằng x uv, y bằng y uv. Và xy là các hàm khả vi liên tục. À, khả vi liên tục nghĩa là các hàm số liên tục và có các đạo hàm riêng liên tục và thỏa điều kiện sau đây. Cái điều kiện này thỏa trên miền d phẩy, nghĩa là với mọi uv thuộc miền d phẩy. Dxy trên duv bằng một cái định thức cấp 2. À, định thức cấp 2 nè, dx trên du. Các em còn nhớ ký hiệu D công là gì không? À, đây là ký hiệu đạo hàm riêng. Các em đã được học ở cái chương hàm nhiều biến. À, bắt đầu chương hàm nhiều biến thì có cái bài cụ thể đó là bài đạo hàm riêng. À, các em đã được học về chữ D công này. Dx trên du, đạo hàm riêng của x theo u. Dx trên dv, đạo hàm riêng của x theo v. Như vậy là dòng thứ nhất là đạo hàm riêng của hàm x
theo các biến UV. Vậy dòng thứ hai là gì? Dòng thứ hai là đạo hàm riêng của hàm Y theo hai biến UV. DI trên DU, DI trên DV. Định thức này được tính là DX trên DU nhân DI trên DV trừ DX trên DV nhân DI trên DU. Định thức này được gọi là định thức Jacobi của các hàm XY theo biến UV. Và yêu cầu là định thức Jacobi phải khác không với mọi UV thuộc vào miền D phẩy. Đây là định thức Jacobi. Định thức mà cô vừa nhắc được gọi là định thức Jacobi của các hàm XY theo biến UV. Và nhờ vào khi có định thức Jacobi này và cái công thức tính tích phân bội 2, tổng quát là tích phân bội 2 FXY DXDI sẽ được đổi thành tích phân bội 2 trên miền D phẩy, trên miền B phẩy theo các biến UV đó các em. Sẽ được đổi như sau. Chỗ nào có chữ X thì các em sẽ viết là X theo hai biến UV. Chỗ nào có biến Y thì các em sẽ thấy cái hàm là Y bằng Y UV. X là X theo U và V, Y là Y theo U và V. Nghĩa là cái hàm mới chỉ theo biến UV thôi các em, không còn có biến X và Y nữa. Chúng ta đã thấy X theo UV và Y theo UV. Và khi đổi biến như vậy thì cái DXDI này sẽ bằng là trị tuyệt đối của định thức Jacobi nhân cho DUDV. Cái dấu hai gạch thẳng đứng này là dấu trị tuyệt đối các em. Đây là dấu trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối của định thức Jacobi. Định thức Jacobi ở đây chúng ta ghi là DXY trên DUV. Và tích phân này là được tích phân trên cái miền D phẩy. Trước khi cho ví dụ về đổi biến tổng quát trong tích phân bội 2 và có sử dụng trị tuyệt đối của định thức Jacobi, cô mời các em xem sơ lược về tiểu sử của Jacobi. Jacobi sinh ngày 10 tháng 12 năm 1804 và mất ngày 18 tháng 2 năm 1851 là nhà toán học người Đức. Và ông được xem là nhà toán học lớn của mọi thời đại. Như vậy là Jacobi, tuổi đời của ông là 47 tuổi. Ông là nhà toán học người Đức Tuy nhiên ông được sinh ra là ở Do Thái. Jacobi được sinh ra trong một gia đình Do Thái ở Potsdam. Ông học tại Đại học Berlin. Và cũng tại Đại học Berlin, ông đã đậu tiến sĩ vào năm 1825. Đó là năm ông vừa tròn 21 tuổi. Và luận văn của ông đó là về giải tích của các phân số. Hai năm sau khi ông hoàn thành tiến sĩ, thì ông đã trở thành giáo sư toán tại một trường đại học là ở Đức. Và ông làm giáo sư toán tại trường đại học này trong vòng 15 năm. Và sau đó thì Vì làm việc quá sức cho nên ông đã bị đột quỵ và phải nghỉ ngơi. Về những đóng góp quan trọng của Jacobi cho nền toán học và vật lý, đó là một cuốn sách kinh điển ông đã viết vào năm 1829 về hàm số elliptic. Có nhiều ứng dụng quan trọng trong toán lý. Phương trình chuyển động dưới dạng quay, chỉ tích phân Jacobi được dùng trong 3 trường hợp: con lắc, phần đỉnh đối xứng của một trường trọng lực và một vật xoay tự do, và tất cả các nghiệm đều được viết dưới dạng là hàm số elliptic. Cuốn sách kinh điển về hàm số elliptic đó là một đóng góp quan trọng cho nền toán và vật lý học của tác giả Jacobi. Bây giờ thì cô mời các em chúng ta sẽ xem cái ví dụ tính tích phân bội 2 bằng cách là đổi biến tổng quát, cụ thể là khi đổi sang hai biến, từ biến XY mà chúng ta đổi sang hai biến UV thì phải nhân thêm trị tuyệt đối của định thức Jacobi. Cô mời các em xem ví dụ. Ví dụ thứ nhất. Ví dụ tính tích phân sau đây.
Tích phân trên miền D của cái hàm là 2x trừ y. Với miền D là một cái hình bình hành được giới hạn bởi các đường thẳng sau đây: x cộng y bằng 1, x cộng y bằng 2, 2x trừ y bằng 1, 2x trừ y bằng 3. Các em xem kỹ lại đề bài. Miền D được giới hạn bởi 4 đường. Các em có nhận ra là 4 đường này là gồm 2 cặp đường thẳng song song hay không? X cộng y bằng 1 và x cộng y bằng 2. Đây là 2 đường thẳng song song vì cùng hệ số gốc. Cặp thứ 2, 2x trừ y bằng 1, 2x trừ y bằng 3. Đây là cặp đường thẳng song song thứ 2. Hai cặp đường thẳng song song cách 2 cặp, một cặp đường thẳng song song cách một cặp đường thẳng song song. Như vậy miền D của chúng ta là hình bình hành. Bài này chúng ta sẽ áp dụng công thức đổi biến tổng quát các em, không cần phải vẽ hình. Đặc biệt bài này là chúng ta sẽ không có vẽ hình, nó sẽ khác với các ví dụ trước. Bây giờ chúng ta sẽ không dùng hai chữ x y nữa, mà chúng ta sẽ đặt đổi qua hai biến mới uv bằng cách nào đây? Chúng ta sẽ đặt u bằng x cộng y. Chúng ta đặt u bằng x cộng y các em, và chúng ta sẽ đặt v là bằng 2x trừ y. Nếu mình đặt u bằng x cộng y, như vậy là cái đường thẳng x cộng y bằng 1, x cộng y bằng 2 sẽ được biến thành hai đường gì các em? Sẽ được biến thành hai đường là u bằng 1 và u bằng 2. Cặp thứ hai, bây giờ các em đặt v bằng 2x trừ y. Như vậy là hai đường thẳng trong đề bài là 2x trừ y bằng 1 nè, 2x trừ y bằng 3 sẽ được biến đổi thành hai đường gì? Hai đường thẳng mới là hai đường gì? Là hai đường v bằng 1 và v bằng 3. Cô viết lại trên màn hình nha, cô mời các em xem lại. Đặt x cộng y bằng u, đặt 2x trừ y bằng v. Suy ra, bây giờ các em tính ngược lại, các em tính x theo u và v xem. Tính x bằng cách nào đây? Các em cộng hai phương trình này lại, y cộng trừ y là hết nè, vậy là 3x. 3x là bằng u cộng v. 3x bằng u cộng v, vậy x là gì các em? X sẽ bằng u cộng v chia 3. Rồi sau đó các em tính y. Các em tính y. Tính y bằng cách là có thể là chúng ta thấy x là bằng u cộng v trên 3. Cũng có thể là chúng ta lấy phương trình thứ nhất nhân trừ 2. Phương trình thứ nhất nhân trừ 2 rồi cộng cho phương trình thứ hai. Và sau đó suy ra y. Cụ thể là y sẽ bằng 2u trừ v trên 3. 2u trừ v trên 3. Đầu tiên là các em đặt u và v trước. Các em đặt u là x cộng y, v là 2x trừ y. Sau đó các em lại tính ngược lại, x theo uv, y theo uv. Bài toán của chúng ta là x sẽ bằng u cộng v trên 3, y là bằng 2u trừ v trên 3. Rồi, như vậy thì các đường x cộng y bằng 1, x cộng y bằng 2, trong cái miền D đó, trong mặt phẳng xy đó, được biến thành các đường u bằng 1 và u bằng 2 trong mặt phẳng uv. Rồi tiếp theo còn hai đường còn lại thì sao? Hai đường còn lại đó là hai đường 2x trừ y bằng 1, 2x trừ y bằng 3. Trong mặt phẳng xy, đó là phẳng tọa độ đề cát đó các em, thì được biến thành hai đường mới. Hai đường mới đó là v bằng 1 và v bằng 3. Trong mặt phẳng uv. Cũng là mặt phẳng hai chiều ha, cũng là mặt phẳng hai chiều, mặt phẳng tọa độ luôn. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ không dùng hai chữ x y nữa, mà chúng ta sẽ dùng hai cái biến mới, đó là u và v. U từ 1 đến 2, v từ 1 đến 3. Vậy miền D phẩy của cái hình vẽ của chúng ta sẽ là hình chữ nhật trong mặt phẳng uv. Cụ thể chúng ta sẽ viết là 1 bé hơn hoặc bằng u, bé hơn hoặc bằng 2, v lớn hơn hoặc bằng 1, bé hơn hoặc bằng 3. Các em thấy bây giờ ký hiệu rất là gọn gàng. Qua cái cách đổi biến thì ký hiệu của chúng ta rất là gọn gàng. Cận của u và v. Bây giờ chúng ta cần tính đại lượng nào nữa các em? Khi đổi biến như vậy thì chúng ta cần tính đại lượng nào? Chúng ta sẽ cần tính định thức Jacobi.
định thức Jacobi của các hàm XY theo UV. Đạo hàm của X theo U. Các em xem V là hằng số, các em tính đạo hàm của X theo U là 1 phần 3 nè. Ở đây là 1 phần 3. Đạo hàm X theo V, các em xem U là hằng số, cũng 1 phần 3 luôn. 1 phần 3 nè, đạo hàm X theo U, đạo hàm X theo V 1 phần 3 luôn, 1 phần 3. Bài toán đạo hàm riêng này các em đã học rồi ha. Đây là một bài toán tính đạo hàm của hàm rất là đơn giản. Y nè, Y đạo hàm theo U. Các em xem V là hằng số, do đó đạo hàm theo U là 2 phần 3. Đạo hàm theo U là 2 phần 3. Đạo hàm theo V trừ 1 phần 3. Đạo hàm theo V là xem U là hằng số, trừ 1 phần 3 là đạo hàm riêng theo biến V. Rồi, đây là dấu này là dấu định thức. Tính ha, chúng ta tính nè. 1 phần 3 nhân trừ 1 phần 3 là trừ 1 phần 9 các em. Trừ 1 phần 9. Rồi lại trừ 1 phần 3 nhân 2 phần 3 là trừ 2 phần 9. 1 phần 9 trừ 2 phần 9. Đây là trừ 1 phần 3 nè. Trừ 1 phần 3 nhân trừ 1 phần 3 là trừ 1 phần 9. Trừ 2 phần 9 nữa là trừ 3 phần 9. Trừ 3 phần 9 đơn giản 3 đi, tử và mẫu cho 3 đó. Chúng ta còn lại là trừ 1 phần 3. Nhưng mà trong công thức đổi biến là từ Fxy, chuyển tích phân của Fxy mà chuyển qua tích phân trên miền D phẩy F XUV IUV thì kem sẽ nhân thêm trị tuyệt đối của định thức Jacobi. Trị tuyệt đối của định thức Jacobi rồi DU DV. Như vậy là phải có trị tuyệt đối nữa. Như trị tuyệt đối của trừ 1 phần 3 này sẽ là 1 phần 3. Do đó tích phân sẽ được viết 1 phần 3, trị tuyệt đối định thức Jacobi là 1 phần 3 là hằng số. Kem có thể ghi phía trước của cả hai dấu tích phân luôn. Hằng số thì mình có thể viết trước các dấu tích phân. U là từ 1 đến 2, đây là cận của U. Chúng ta đã xác định rồi, cận của U là từ 1 đến 2. Kem viết là 1 đến 2 DU. Cận của V là từ mấy đến mấy kem? Cận của V là từ 1 đến 3. 1 đến 3 nè, 1 đến 3. Biểu thức dưới dấu tích phân đề cho là gì? 2x trừ y. 2x trừ y này bằng đúng V. V là chúng ta đặt là bằng 2x trừ y đó. Vậy là các em ghi V nè, V rồi DV. Còn trị tuyệt đối định thức Jacobi thì đã viết rồi, đó là 1 phần 3. Chúng ta viết phía trước hai dấu tích phân luôn. Bây giờ là tính tích phân. Các em kiểm tra xem là tích phân có phải là bằng 4 phần 3 hay không. Cận là hằng số nè, hàm cũng độc lập nữa. Tích phân theo V, V bình phương trên 2. V bình phương trên 2 thấy cận từ 1 đến 3 là 3 bình trừ 1 bình trên 2 là 9 trừ 1 là 8, chia 2 là 4. Tích phân cuối cùng này là bằng 4 nè. Tích phân theo biến U, lấy 2 trừ 1 này, tích phân của hằng số, các em lấy cận trên trừ cận dưới nhân hằng số thôi. 2 trừ 1 là 1, tích phân theo U là 1. Tích phân theo V là 4. 4 nhân 1 phần 3 thì đáp số của chúng ta sẽ là 4 phần 3. Đây là ví dụ thứ nhất, đổi biến tổng quát trong tích phân bội 2. Đối với công thức đổi biến này thì cần lưu ý điều gì? Các em phải tính định thức Jacobi, tính trị tuyệt đối của định thức Jacobi. Và khi đổi biến từ XY sang UV thì hàm dưới dấu tích phân phải chuyển toàn bộ qua theo biến UV và nhớ nhân thêm trị tuyệt đối của định thức Jacobi. Các em thấy là sau khi chúng ta đổi biến tổng quát từ một cái hình bình hàm biến thành một cái hình chữ nhật, cận là hằng số và hàm là biểu thức dấu tích phân cũng trở nên đơn giản hơn. Bây giờ cô sẽ mời các em xem tiếp một ví dụ thứ hai, cũng là ví dụ về đổi biến tổng quát trong tích phân bội 2. Ví dụ thứ hai tính tích phân sau. Tích phân trên miền D, x cộng y mũ 3 nhân cho x trừ y bình phương dx dy. Trên miền D là một cái hình vuông được giới hạn bởi các đường x cộng y bằng 1,
x cộng y bằng 3, x trừ y bằng 1, x trừ y bằng trừ 1. Kem cũng thấy đề bài toán này là miền D có hai cặp đường thẳng song song, x cộng y bằng 1 nè, x cộng y bằng 3, x trừ y bằng 1 và x trừ y bằng trừ 1, đó là cặp song song thứ hai. Nếu mà các em chưa nhận ra đó là hình vuông thì các em biết đó là hình gì? À, đó chính là hình bình hành gồm hai cặp đường thẳng song song với nhau. Cũng như ví dụ 1, chúng ta sẽ đổi biến mới. Trước hết là chúng ta sẽ làm gì các em? Trước hết chúng ta sẽ đặt U và V. Đặt U là x cộng y nè, U là x cộng y. Như vậy U sẽ dao động từ 1 đến 3, 1 đến 3. Và cái hàm biểu thức diêu tích phân chỗ này, x cộng y mũ 3 đó, x cộng y lũy thừa 3 đó, sẽ là U mũ 3. Rồi chúng ta đặt V bằng x trừ y, V là x trừ y. Như vậy là V sẽ dao động là từ trừ 1 đến 1. Các em phải ghi từ số nhỏ đến số lớn. Các em phải ghi từ số nhỏ đến số lớn, là từ trừ 1 đến 1. Rồi cô sẽ viết lại. Mời các em quan sát trên màn hình. Đặt x cộng y bằng u, x trừ y bằng v. Suy ra, bây giờ các em sẽ tính x và y theo u và v. Các em cộng hai phương trình lại, chia đôi. Các em cộng hai phương trình lại. X cộng x là 2x nè, x cộng x là 2x. Y trừ y hết nè, u cộng v. X cộng x là 2x, 2x bằng u cộng v. Như vậy là x sẽ bằng u cộng v chia 2. Rồi, hàm thứ nhất. Hàm thứ hai, các em muốn tính y thì sao? Thì sao nè, các em tính phương trình thứ nhất trừ phương trình thứ hai là y, x trừ x hết rồi, y trừ cho trừ y là 2y. 2y sẽ bằng u trừ v. Như vậy là y sẽ bằng u trừ v chia 2. Khi đó các đường thẳng x cộng y bằng 1 và x cộng y bằng 3 trong mặt phẳng xy sẽ được biến thành hai đường gì các em? Sẽ được biến thành hai đường u bằng 1 và u bằng 3 trong mặt phẳng uv. Và tương tự như vậy, hai đường còn lại x trừ y bằng 1 và x trừ y bằng trừ 1 trong mặt phẳng xy sẽ được biến thành hai đường gì nào? Hai đường v bằng 1 và v bằng trừ 1. Như vậy miền D' trong mặt phẳng UV sẽ là hình chữ nhật như sau. U là chạy từ 1 đến 3, V là từ trừ 1 đến 1. Và còn định thức Jacobi. Tương tự như vậy, định thức Jacobi x đạo hàm theo U là 1 phần 2, x đạo hàm theo V 1 phần 2 luôn, y đạo hàm theo U 1 phần 2, y đạo hàm theo V trừ 1 phần 2. Rồi, kem tính ra Jacobi là trừ 1 phần 2. Như vậy, trị tuyệt đối của Jacobi là 1 phần 2. Vậy, tích phân sẽ được viết lại như sau. Đây là đề bài toán nha các em, đề bài nè. Cận mới nè, U từ 1 đến 3, U từ 1 đến 3, DU. V, V là từ trừ 1 đến 1, V là từ trừ 1 đến 1. Hàm dưới dấu tích phân là U mũ 3 nè, X cộng Y là U. U mũ 3, x trừ y là v bình phương nè. Còn trị tuyệt đối định thức Jacobi là bằng 1 phần 2. Các em viết đứng trước hai dấu tích phân luôn. Rồi, bây giờ U mũ 3, các em chuyển đứng trước chữ DU. Lấy nguyên hàm là U mũ 4 trên 4, thấy cận từ 1 đến 3. Cái v bình phương này, các em tính hai tích phân này độc lập nè. Tính hai tích phân độc lập nhân đáp số lại. U mũ 3, đứng trước chữ DU tính tích phân nè, v bình phương. V mũ 3 trên 3 là nguyên hàm, thế cận trừ 1 đến 1. Và đáp số của tích phân của chúng ta sẽ là 20 trên 3. Đây là đáp số của ví dụ thứ hai. Như vậy là các em đã được xem hai ví dụ về đổi biến tổng quát trong tích phân bội 2. Đổi biến sang từ biến xy sang hai biến uv và nhân thêm trị tuyệt đối của định thức Jacobi ở biểu thức dưới dấu tích phân. Về trường hợp đặc biệt của đổi biến tổng quát trong tích phân bội 2, đó là đổi biến sang tọa độ cực. Chúng ta sẽ không dùng tọa độ đề cát nữa mà chúng ta sẽ chuyển qua hai biến mới là r phi
đó là tọa độ của một điểm gọi là tọa độ cực. Thì phần này cô sẽ trình bày ở bài học tiếp theo và sẽ nói rõ hơn về tọa độ cực là như thế nào và đổi biến sang tọa độ cực là như thế nào. Bài học của chúng ta đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các em vào buổi học lần sau. Thân ái chào tạm biệt.